Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học môn toán lớp 1 qua bài luyện tập chung, sách giáo khoa trang 147. Với bài học này thì các con sẽ cần đạt các yêu cầu sau. Yêu cầu số 1, biết đọc, viết, so sánh các số có hai chữ số. Yêu cầu thứ 2, biết giải bài toán có một phép tính cộng. Để học được bài học này, các con cần chuẩn bị cho cô hộp bút có đầy đủ đồ dùng, dụng cụ học tập và một quyển vở nhé. Các con ơi, các con có được đi du lịch nhiều nơi không? Chắc chắn là các bạn đã được bố mẹ mình dẫn đi rất là nhiều nơi trên đất nước của chúng ta rồi, phải không nào? Và hôm nay cô cũng muốn dẫn các bạn đến thăm một địa danh rất là nổi tiếng của nước ta. Địa danh này có tên gọi rất là đặc biệt. Tên gọi của nó chỉ có một tiếng mà thôi. Các bạn có đoán ra không nào? Đó chính là thành phố Huế. Bây giờ chúng ta cùng lên chuyến xe buýt và khởi hành đến thành phố Huế nhé các con. Các con ơi, địa danh đầu tiên mà cô muốn các con ghé thăm đó chính là Kinh Thành Huế. Mới bước lên xe buýt mà bạn Tom đã bị lạc rồi. Bây giờ các con hãy cùng với cô, chúng ta cùng đi tìm bạn Tom nhé. Tom ơi, cậu đâu rồi? Chúng ta vào ô cửa số 1 xem nhé. Ô cửa số 1 là một câu hỏi. Số lớn nhất trong các số sau là? Trong các số 14, 18, 11 và 15, số lớn nhất là số mấy nào các con? Các con sẽ có 3 giây suy nghĩ để trả lời câu hỏi này nhé. Hết giờ rồi, và đáp án của các bạn là gì nào? Đáp án của cô là số 18. Xin chúc mừng các bạn có đáp án giống như cô nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại và mở ô cửa số 1 xem thử có bạn Tom không nào. Ôi, ô cửa số 1 không có bạn Tom rồi. Các con cùng với cô đến với ô cửa tiếp theo nhé. Ô cửa tiếp theo đó là một phép tính. 80 trừ 50 cộng 20 bằng. Các con sẽ có 5 giây để chúng ta hoàn thành phép tính này nhé. Hết giờ rồi. Và đáp án của các bạn là gì nào? Đáp án của cô là 80 trừ 50 bằng 30. 30 cộng 20 bằng 50. Và kết quả cuối cùng là 50. Xin chúc mừng các con đã có kết quả giống như cô nhé. Và chúng ta cùng nhau mở ô cửa số 2 xem nào. Ô cửa số 2 lại không có bạn rồi. Và chúng ta phải đến với ô cửa tiếp theo. Ô cửa tiếp theo là một câu hỏi có nội dung như sau. Đọc các số sau. Cô sẽ cho các con 5 giây để chúng ta hoàn thành cách đọc của ba số nhé. Hết giờ rồi, và đây chính là cách đọc của cô. Số thứ nhất chúng ta đọc là 41. Số thứ hai đọc là 85. Số thứ ba đọc là 70. Chúc mừng các con đã vừa hoàn thành câu hỏi tiếp theo. Và chúng ta quay lại mở ô cửa xem thử có bạn Tom không nhé. Ôi, bạn Tom lại không có ô cửa này rồi. Và bây giờ chúng ta phải đến ô cửa cuối cùng. Và hy vọng rằng ở ô cửa cuối cùng này sẽ có bạn Tom nhé các con. Ô cửa cuối cùng có câu hỏi như sau. Hãy viết các số tròn trục. Cô cho các con 10 giây để chúng ta viết các số tròn trục nhé. Hết giờ rồi, đáp án của các con là gì nào? Đây chính là đáp án của cô. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và
90, đây chính là các số tròn trục. Chúng ta cùng quay lại và mở ô cửa nhé các con. À, bạn Tom đây rồi. Chúng ta cùng đưa bạn Tom lên xe đi nào. Tom ơi, lên xe nào. Chúc mừng các con đã vừa tìm được bạn Tom rồi. Chúng ta hãy quay lại xe buýt và chúng ta cùng nhau khởi hành đến địa danh đầu tiên nhé các con. Đây chính là Kinh Thành Huế. Kinh Thành Huế hay còn gọi là Thuận Hóa Kinh Thành. Chúng ta hãy bước vào bên trong. Đây là cổng vào nha các con. Còn đây là toàn cảnh của Kinh Thành Huế. Kinh Thành Huế là một trong những di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận rồi đấy các con. Bây giờ chúng ta cùng quay lại xe buýt và tiếp tục đến với địa danh thứ hai nhé. À, để đến được địa danh số 2 của thành phố Huế thì các con cần hoàn thành bài tập số 3 sách giáo khoa trang 147, điền dấu lớn bé bằng. Chúng ta có hai cột, cột B và cột C. Đối với cột B thì các con cần áp dụng các kiến thức đã học ở bài so sánh các số có hai chữ số. Để làm tốt cột C, các con cần chú ý. Ở đây, bên phía tay phải của các con có phép tính. Trước tiên, để điền được dấu lớn bé bằng vào các ô trống này, các con cần thực hiện các phép tính này trước. Sau khi tìm ra kết quả của phép tính rồi, chúng ta lấy kết quả so sánh với số ở phía trước nhé. Đối với bài tập này, cô tin chắc rằng các con chỉ cần thực hiện nó trong vòng 1 phút thôi đúng không nào? Và đây chính là đáp án của cô. Xin chúc mừng các con có kết quả giống như cô nhé. Và bây giờ các con hãy cùng cô đọc lại nội dung của bài số 3 nhé. Bài 3. B. 85 lớn hơn 65. 42 bé hơn 76. 33 bé hơn 66. Ở cột C, 15 lớn hơn 10 cộng 4, 16 bằng 10 cộng 6, 18 bằng 15 cộng 3. Và bây giờ chúng ta hãy tiến đến khung cảnh thật là đẹp của địa danh thứ hai mà cô muốn giới thiệu. À, đây chính là chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ hay còn gọi là chùa Linh Mụ đấy các con, là một ngôi chùa cổ nằm ở xứ Huế mộng mơ. Ngôi chùa này đã đi vào thơ ca của rất là nhiều tác giả muốn viết về thành phố Huế đấy các con. Và đây chính là những bậc thang mà chúng ta cần phải leo lên thì mới có thể bước vào bên trong của khung cảnh ngôi chùa được. Đây là toàn cảnh của chùa Thiên Mụ. Chùa Thiên Mụ thì nằm sát bên sông Hương và cách thành phố Huế khoảng 5 km. Chuyến du lịch vừa đưa chúng ta đến địa danh thứ hai của thành phố Huế và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lên xe buýt và chúng ta tiếp tục đến với địa danh số 3 của thành phố Huế nhé. À, để đến được địa danh số 3 của thành phố Huế thì các con cần phải hoàn thành bài tập số 4 sách giáo khoa trang 147. Đây là nội dung của bài tập. Có 10 cây cam và 8 cây chanh. Hỏi có tất cả bao nhiêu cây? Đây chính là một bài toán có lời văn đúng không các con? Vậy để hoàn thành thì chúng ta nên tóm tắt bài lại. Chúng ta lọc ra những ý chính của bài. Ý chính thứ nhất là có 10 cây cam. Ý chính thứ hai là có 8 cây chanh. Và câu hỏi chính là có tất cả cây chấm hỏi. Cô vừa tóm tắt bài toán lại rồi. Bước tiếp theo là bài giải. À, để giải được một bài toán có lời văn thì các con cần hoàn thành 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta xác định lời giải. Bước thứ hai là chúng ta lập phép tính. Và bước thứ ba là viết lại đáp số. Đúng không các con? Vậy thì để xác định được lời giải cho bài toán này, các con cần chú ý đến câu hỏi của bài toán. Trong câu hỏi chúng ta cần lược bỏ đi những từ mà bài toán sử dụng để hỏi. Đó là từ hỏi, từ bao nhiêu và dấu chấm hỏi.
Thì trong câu trả lời của chúng ta sẽ không xuất hiện những từ đó nữa, và đây chính là câu trả lời của cô. Số cây có tất cả là 2 chấm. Bước tiếp theo là gì nào các con? Bước tiếp theo chính là lập phép tính. À, để lập được phép tính thì chúng ta cần chú ý vào nội dung bài toán cho mình biết, hoặc là chúng ta tìm ra các cụm từ gợi ý cho chúng ta. Và trong bài toán này có cụm từ có tất cả. Với cụm từ này thì các con sẽ xác định phép tính cộng cho bài toán. Và đây chính là phép tính của cô. 10 cộng 8 bằng 18, mở ngoặc cây, đóng ngoặc. Và bước cuối cùng của cô là đáp số 18 cây. Cô và các con đã vừa hoàn thành bài giải cho bài toán số 4 rồi. Và chúng ta sẽ cùng tiến đến địa danh tiếp theo của thành phố Huế nhé. Đây chính là một cây cầu. Cây cầu này có tên là cầu Trường Tiền, hay còn gọi là cầu Tràng Tiền đấy các con. Cây cầu này bắc qua dòng sông Hương thơ mộng của thành phố Huế. Cây cầu này có tổng cộng 6 nhịp và mỗi nhịp có khoảng cách 67 m. Cây cầu này được thiết kế theo hình vành lược. Và đây chính là bên trong của cây cầu. À, cây cầu này về đêm nó còn đẹp lung linh nữa đấy các con. Và các con hãy hướng lên màn hình, chúng ta sẽ thấy được vẻ đẹp lung linh của cây cầu khi về đêm. Quá là tuyệt vời đúng không các con? Vậy là chuyến du lịch đã đưa chúng ta đến 3 địa danh nổi tiếng của thành phố Huế rồi. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại xe buýt và tiếp tục cuộc hành trình đến với địa danh cuối cùng mà cô muốn giới thiệu với các bạn nhé. À, để ghé thăm được địa danh cuối cùng này thì chúng ta hãy cùng với cô hoàn thành trò chơi nhanh tay đáp lẹ nhé các con. Ở trò chơi này cô có 4 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ có 5 giây để cho các con suy nghĩ. Và sau 5 giây các con hãy đưa nhanh đáp án của mình nhé. Câu hỏi số 1 của cô có nội dung như sau. Số 87 là số có một chữ số, đúng hay sai? 5 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Và đáp án của các con là gì nào? Đáp án của cô là sai. Và xin chúc mừng các con có đáp án giống như cô nhé. Chúng ta đến với câu hỏi số 2 nhé các con. Câu hỏi số 2 của cô có nội dung như sau. Số 50 là số tròn trục, đúng hay sai? 5 giây bắt đầu. Hết giờ rồi, và kết quả của các con là gì nào? Kết quả của cô là đúng, các con có giống cô không? Chúc mừng các con đã vừa hoàn thành câu hỏi số 2 và chúng ta tiếp tục trò chơi qua câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi số 3 của cô có nội dung như sau. Số lớn nhất có 2 chữ số là 99, đúng hay sai? 5 giây, bắt đầu. Hết giờ rồi, cô xin có đáp án như sau. Chúc mừng các con có đáp án giống như cô nha. Và đáp án của cô là đúng. Chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng nào. Số liền trước của số 87 là 86, đúng hay sai? 5 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Và đây chính là đáp án của cô, đúng. Xin chúc mừng các con đã vừa hoàn thành 4 câu hỏi của trò chơi nhanh tay đáp lẹ. Và bây giờ các con hãy cùng cô đến với địa danh cuối cùng của thành phố Huế nhé. Địa danh này là một ngôi chợ có tên gọi là chợ Đông Ba. Nếu đã một lần đến Huế thì chúng ta cần phải thưởng thức các món ăn đặc sản của thành phố Huế đúng không nào? Cũng như là mua những món hàng đặc trưng mang xứ Huế thì thật là tiếc đúng không nào các con? Vậy thì chúng ta sẽ ghé thăm chợ Đông Ba và ăn những món ăn ngon của chợ Đông Ba, đồng thời mua về những món quà mang đặc trưng xứ Huế để tặng cho người thân của chúng ta nhé. Vừa rồi cô đã dẫn các bạn đi thăm 4 địa danh nổi tiếng của thành phố Huế rồi, và còn rất là nhiều địa danh nổi tiếng khác của thành phố Huế.
và hy vọng rằng trong một thời gian gần đây các bạn sẽ được ba mẹ của mình dẫn mình đến thành phố Huế và khám phá thêm nhiều địa danh nữa nha các con. Chuyến du lịch của cô đã kết thúc rồi và bài học của cô đến nay cũng kết thúc rồi. Các con nhớ làm bài tập đầy đủ và khi làm bài tập các con nhớ viết số cẩn thận và nhớ trình bày bài làm của mình thật là sạch sẽ để nộp cho cô giáo chủ nhiệm của mình nhé. Bài học kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau nhé.